Hãy tạo sự may mắn và cải thiện phong thủy, kích hoạt năng lượng tích cực trong ngôi nhà của bạn với các vật phẩm deco phong thủy độc đáo và ý nghĩa khi đến với Thiên Phụ Deco Home. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số vật phẩm được yêu thích nhất của chúng tôi, đó là các tượng con vật mang ý nghĩa đặc biệt. Tượng con ngựa, trong phong thủy con ngựa thường được xem như là biểu tượng của sự may mắn, sức khỏe, thành công và tài lộc. Sản phẩm deco phong thủy này sẽ mang đến năng lượng tích cực và cân bằng không gian sống của bạn. Tùy vào mục đích của gia chủ có thể lựa chọn các vị trí đặt tượng ngựa như phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ hay ở những vị trí trung tâm nổi bật của căn nhà để giúp tăng cường uy tín, quyền lực, công danh sự nghiệp, tăng cường sức khỏe và mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Những người mệnh mộc, hỏa, thổ sẽ phù hợp để trên tượng ngựa trong nhà. Tượng con hươu. Con hươu được coi là biểu tượng của sự yên bình, tự do, tinh thần phóng khoáng, sự linh hoạt. Trong phong thủy, hươu được cho là mang lại sức khỏe, may mắn, thành công và tài lộc. Trưng tượng hươu trong nhà cũng giúp tăng cường sức khỏe, tăng sự thư thái, thoải mái trong không gian sống của bạn. Những người mệnh mộc và sẽ rất phù hợp trưng tượng hươu trong nhà. Tượng con công. Con công là biểu tượng của phú quý, giàu sang, tình yêu và hạnh phúc. Trong phong thủy, con công mang lại sự thành công trong công việc và cuộc sống. Trưng tượng con công trong nhà giúp kích hoạt năng lượng tích cực và cân bằng không gian sống của bạn, giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết, yêu thương, hòa thuận, tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, keo sơn và hạnh phúc. Tượng công thích hợp trưng ở phòng khách, phòng ngủ. Những người thích hợp trưng tượng công là người mệnh thổ và kim. Tượng con voi. Con voi là biểu tượng cho sức mạnh, trí thông minh, sự bền bỉ và trường thọ. Trong phong thủy, con voi mang lại sự may mắn, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nó cũng giúp tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng, tăng cường sự thông minh, bền bỉ. Tượng voi có thể đặt ở các vị trí trong phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ. Những người thích hợp trưng tượng voi là người mệnh thổ và kim. Tượng con cá chép. Cá chép là biểu tượng cho sự tiến bộ, sự tăng trưởng phát triển và thành công. Trong phong thủy, cá chép mang lại phú quý, giàu sang, tài lộc, thăng quan tiến chức, kinh doanh phát đạt, sức khỏe dồi dào. Khi trưng tượng cá chép trong nhà, bạn có thể cảm nhận được sự yên bình, thanh tịnh trong không gian sống của mình. Những người có mệnh thủy, mệnh mộc sẽ thích hợp trưng tượng cá chép trong nhà. Như vậy, những vật phẩm deco phong thủy có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một không gian sống hài hòa, cân bằng và thuận lợi cho gia chủ. Chúng không chỉ làm đẹp cho không gian sống mà còn mang lại nhiều giá trị phong thủy như may mắn, sức khỏe, tài lộc và thành công. Hãy gọi điện cho chúng tôi ngày hôm nay để được tư vấn là lựa chọn những sản phẩm deco phong thủy phù hợp nhất và ưng ý nhất theo số hotline 0973100713.